Họ nói tôi sẽ không bao giờ thành công. Nhưng giờ thì tôi đang đứng trên bục vinh quang. Họ dọa tôi rằng thành công là kỳ tích hiếm hoi, rằng chiến thắng chỉ là điều viển vông. Điều đó đúng với chính họ. Nếu thành công là dễ dàng thì tôi đã không khao khát nó. Họ lấy giới hạn của họ và áp đặt vào tôi. Những giới hạn chỉ tồn tại khi ta đặt chúng trước mặt. Tôi chọn cách bỏ chúng lại phía sau. Con người thường phức tạp hóa vấn đề một cách không cần thiết. Thay vì vẽ một đường thẳng trực tiếp từ A đến B, chúng ta tạo ra trăm lý do cho rằng việc này thật khó khăn, phức tạp và hóc búa. Chẳng có cái gì khó, cũng không có cái gì dễ. Chỉ có những mục tiêu, cái giá phải trả tương ứng và đôi mắt biết nhìn xa trông rộng. Con sói không bao giờ quan tâm đến ý kiến của bầy cừu. Những người đứng bên ngoài quan sát, tỏ ra ngưỡng mộ thì thường cũng chính là những người đầu tiên phán xét, lên án, chỉ trích. Con sói sẽ nhu nhược và hèn yếu nếu lắng nghe bầy cừu. Sẽ luôn có một thời điểm mà mọi ngọn núi đều cao hơn bạn, mọi đại dương đều cản trở con đường của bạn, và đám đông đồng thanh nói rằng bạn không thể. Quá tốt, bởi đó là dấu hiệu của vinh quang rất rực rỡ đang chờ bạn phía trước. Tranh cãi bạn đúng hay họ đúng không còn quan trọng. Bạn chỉ còn hai lựa chọn đơn giản: hoặc là hòa mình vào bầy cừu để hối tiếc một đời, hoặc là một mình tiến lên giành lấy vinh quang. Trân trọng những điều khiến bạn khác biệt chứ không trốn chạy nó. Hãy đi những con đường mà đa số đều né tránh. Được người khác ngưỡng mộ hoặc ngưỡng mộ người khác, là sói hay là cừu, bạn chọn điều gì?